Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chương 7, mắt và các dụng cụ quan. Trong chương này, chúng ta sẽ được tìm hiểu về cấu tạo quang học của mắt, các dụng cụ quan như là lăng kính, kính lấp, kính hiển vi, kính thiên văn. Chúng ta nhìn lên trên hình, chúng ta thấy có một khối chất trong suốt. Khi ánh sáng ló ra ở khối chất, chúng ta thấy nó có màu cầu vồng từ đỏ cho tới tím. Thì cái khối chất này đó chính là lăng kính. Nó có tác dụng gì? Cấu tạo như thế nào? Chúng ta đi vào bài học, bài 28, lăng kính. Chúng ta sẽ tìm hiểu các phần là cấu tạo lăng kính, đường truyền tia sáng qua lăng kính, các công thức lăng kính được giảm tải, không học, công dụng của lăng kính. Chúng ta tìm hiểu về cấu tạo của lăng kính. Chúng ta sẽ quan sát thấy một cái hình lăng trụ đáy tam giác. Chúng ta quan sát cho cô cái cạnh màu xanh lá A, A phẩy. Đây là cạnh của lăng kính. Hai mặt bên của lăng kính là mặt bên A, A phẩy, M, N và mặt bên A, A phẩy, E, S. Đối diện với cạnh AE phẩy chính là mặt đáy của lăng kính M, N, S, E. Tiết diện ABC. Như vậy, lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất, thủy tinh, nhựa, thường có dạng lăng trụ tam giác. Các phần tử của lăng kính gồm cạnh, đáy và hai mặt bên. Về phương diện quang học, lăng kính được đặc trưng bởi góc chiết quang A, chiết xuất N của lăng kính. Đặt lăng kính trong môi trường không khí, chúng ta tìm hiểu qua phần hai la mã, đường truyền của tia sáng qua lăng kính. Phần 1, tán sắc ánh sáng trắng. Hiện tượng này được nhà vật lý học người Anh Newton khám phá ra năm 1669. Thì trên hình, chúng ta quan sát thấy có một chùm sáng trắng tới mặt bên của lăng kính và chùm tia ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính có màu từ đỏ cho tới tím. Các cái màu đó là đỏ, kem, vàng, lục, lam, vàng, tím. Chúng ta nhận thấy ánh sáng màu đỏ lệch ít hơn so với ánh sáng màu tím. Như vậy, chùm sáng trắng truyền qua lăng kính thành nhiều chùm sáng màu khác nhau từ đỏ tới tím. Hình thứ hai, ta thấy tập hợp các chùm sáng đơn sắc, ta lại được ánh sáng trắng. Chúng ta qua phần 2, đường truyền của tia sáng qua lăng kính. Hình 28.4 chiếu đến mặt bên của lăng kính
Một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc, SI. Đơn sắc ở đây người ta thường dùng tia laser màu đỏ. Như vậy, khi truyền trong lăng kính và ra khỏi lăng kính cũng là màu đỏ, không bị tách màu gì hết. Chùm sáng đơn sắc chúng ta phải để ý là không bị đổi màu. Tại Y có hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Tia khúc xạ là gần phát tuyến. Chúng ta qua câu hỏi C1. Tại sao khi ánh sáng truyền từ không khí vào lăng kính luôn có sự khúc xạ và tia khúc xạ lệch gần phát tuyến hơn so với tia tới? Như vậy, theo như chúng ta đã học trong bài khúc xạ ánh sáng, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này như sau. Khi tia sáng truyền từ không khí có chiết xuất nhỏ vào môi trường lăng kính có chiết xuất lớn hơn, thì góc khúc xạ R1 nhỏ hơn góc tới Y1. Điều này có nghĩa là tia khúc xạ lệch gần phát tuyến hơn so với tia tới. Như vậy, theo quan sát, chúng ta thấy là xảy ra khúc xạ tại hai điểm Y và G. Đối với trường hợp điểm G thì nó có hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tia khúc xạ trong trường hợp này lệch xa phát tuyến hơn so với tia tới và tia ló ra khỏi lăng kính. G, R bao giờ cũng lệch về đáy lăng kính so với tia tới SI. D. Góc lệch D là góc lệch tạo bởi tia tới SI và tia ló GR. Phần 3 la mã là công thức lăng kính được giảm tải chương trình không học. Chúng ta qua phần 4 la mã công dụng của lăng kính. Chúng ta sẽ nhìn thấy máy quang phổ. Có một người đang quan sát quang phổ ánh sáng ngọn nến chiếu đến lăng kính. Một hình ảnh nữa là ta thấy có một con mắt đang quan sát quang phổ của các phân tử không khí đặt trong ống có ánh sáng chiếu vào. Như vậy, lăng kính là bộ phận chính của máy quang phổ. Máy quang phổ dùng để phân tích ánh sáng từ nguồn, nhờ đó xác định cấu tạo nguồn sáng. Ta thấy lăng kính là bộ phận chính của máy quang phổ. Lăng kính là bộ phận chính của máy quang phổ. Lăng kính phản xạ toàn phần. Chúng ta quan sát hình ảnh sách giáo khoa. Đầu tiên chúng ta thấy tác dụng đổi chiều truyền tia sáng giống như là một cái gương phẳng. Ánh sáng chiếu tới, đổi chiều. Ứng dụng là kính tiềm vọng. Quan sát ở trên mặt nước đối với tàu ngầm. Ở đây chúng ta thấy một cái lăng kính phản xạ toàn phần và một cái lăng kính nữa phản xạ toàn phần. Như vậy ánh sáng
chiếu tới, đổ chiều và đi vào mắt người quan sát. Người quan sát ở phía dưới tàu ngầm. Đây là mục đích quan sát những vật tầm nhìn ở trên cao mà mắt người không quan sát được. Lăng kính phản xạ toàn phần có tiết diện thẳng là một tam giác vuông cân. Vuông cân. Lăng kính phản xạ toàn phần có tác dụng đổi chiều truyền tia sáng dùng trong kính tiềm vọng. Ngoài tác dụng đổi chiều truyền tia sáng dùng trong kính tiềm vọng, nó còn có tác dụng là tạo ảnh thuận chiều ở trong máy ảnh ống nhòm. Tạo ảnh thuận chiều. Như vậy, để tạo ảnh thuận chiều, người ta dùng hai cái lăng kính phản xạ toàn phần. Lăng kính thứ nhất nó sẽ cho cái ảnh. Lăng kính thứ hai nó sẽ cho thêm cái ảnh. Đây là ảnh thuận chiều. Đây là hai cái lăng kính phản xạ toàn phần được sử dụng ở trong ống nhòm. Lăng kính thứ nhất, lăng kính thứ hai. Qua lăng kính thứ nhất cho ảnh, qua lăng kính thứ hai cho ảnh. Như vậy, đây là hai cái lăng kính phản xạ toàn phần dùng trong ống nhòm có tác dụng tạo ảnh thuận chiều. Hình 28.7, chúng ta có một cái hình ảnh thực tế. Ở đây chúng ta thấy đổi chiều truyền tia sáng 2 lần. Câu hỏi C3, giải thích sự phản xạ toàn phần ở hai mặt bên của lăng kính ở hình 28.7. Ở đây chúng ta thấy nó đổi chiều truyền tia sáng 2 lần. Và để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ở trong bài phản xạ toàn phần. Còn phần này chúng ta xem thêm. Ở trên màn hình, cô đã có cái hướng dẫn để trả lời câu hỏi C3. Phần này chúng ta xem thêm. Vậy là nó liên quan đến bài phản xạ toàn phần. Một số hình ảnh về cầu vồng. Sau cơn mưa, chúng ta thường quan sát thấy có cầu vồng. Như vậy, các hạt nước khi ánh sáng mặt trời chiếu vào, tia ló ra khỏi hạt nước thì mắt chúng ta quan sát thấy có cầu vồng. Đôi khi chúng ta quan sát thấy có cầu vồng đôi. Cầu vồng chính thì có màu sáng rõ, cầu vồng phụ mờ hơn. Chúng ta xem thêm ở phần em có biết.
Chúng ta xem một đoạn phim. Tổng kết bài học. Qua bài học, chúng ta còn nắm được một lăng kính được đặc trưng bởi góc chiết quang A và chiết xuất N. Tia ló ra khỏi lăng kính luôn lệch về đáy lăng kính so với tia tới. Lăng kính là một bộ phận chính của máy quang phổ. Chúng ta còn trả lời các câu hỏi. Lăng kính là gì? Nêu được cấu tạo và các đặc trưng quang học của lăng kính, trình bày tác dụng của lăng kính đối với sự truyền ánh sáng qua nó. Xét hai trường hợp, ánh sáng đơn sắc, ánh sáng trắng. Nêu các công dụng của lăng kính. Chúng ta có các bài tập. Bài tập 1. Cho lăng kính bằng thủy tinh đặt trong không khí có tiết diện là tam giác đều, tia tới đơn sắc, vuông góc với mặt bên của lăng kính cho trên hình vẽ. Tia ló như thế nào với mặt đáy? Vì sao? Tia ló như thế nào với mặt đáy? Chúng ta quan sát ở trên hình vẽ, chúng ta sẽ tìm được kết quả. Vì sao? Thì chúng ta xem thêm ở phần hướng dẫn HD. Và còn một chút tư duy, chúng ta có thể làm tốt bài tập này. Bài tập 2. Cho lăng kính bằng thủy tinh có chiết xuất 1,875 đặt trong không khí có tiết diện là tam giác vuông tại B. Cho biết AB bằng 2 lần BC. Tia ló vuông góc với mặt bên của lăng kính cho trên hình vẽ. Tia tới SI có góc tới bằng bao nhiêu? Đáp số là 57 độ. Đối với bài tập này, chúng ta cũng có một phần hướng dẫn và chúng ta sẽ giải tốt bài tập này. Chúng ta tìm hiểu thêm để làm bài. Bài tập 3. Có 3 trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính như trên hình 28.8. Ở các trường hợp nào sau đây, lăng kính không làm lệch tia ló về phía đáy? A. Trường hợp 1. B. Hai trường hợp 2 và 3. C. Ba trường hợp 1, 2 và 3. D. Không có trường hợp nào. Thì bài này có ở trong sách giáo khoa và chúng ta có thể xem đáp số ở sau sách giáo khoa. Chúng ta xem một đoạn phim để bổ sung kiến thức cho bài học hôm nay.
Như vậy chúng ta đã vừa được xem tán sắc ánh sáng sử dụng cách tử, vì các cái mạch màu chúng ta thấy nó rõ nét hơn. Và ngày nay người ta thường sử dụng máy quang phổ sử dụng cách tử. Trước khi kết thúc bài học, chúng ta xem thêm một tác dụng của lăng kính trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Và cô nhắc các em, qua bài học hôm nay, chúng ta còn làm các bài tập mà cô cho, vận dụng thêm kiến thức đã được tìm hiểu trong sách giáo khoa. Chúng ta cố gắng làm tốt các bài tập. Cô chào các em.